Hello, xin chào anh em, chào mừng anh em đã đến channel Sửa Chữa Vĩnh Thịnh nha. Hôm nay thứ bảy cuối tuần anh em, quay cho anh em một cái video clip và một cái ca máy Thịnh làm rất là lâu rồi, cả tháng trời mới xong được nó, anh em tin nổi không? Đây là con Xiaomi Mi 12. Anh khách này ảnh cũng là người cửa hàng buôn bán máy, ảnh thu phải cái máy này bị lỗi sóng đó và anh nhờ mình cứu, nếu không là coi như là lỗ vốn. Rồi bây giờ con Mi 12 này, khi mà Thịnh mở ra Thịnh xử lý cái phần mất sóng á thì mình gặp phải cái vấn đề khó khăn sau đây mà dẫn đến cái việc sửa chữa nó kéo dài thời gian. Đầu tiên đó là nếu anh em theo dõi channel của mình, anh em sẽ thấy những con Mi vấn đề sóng, vấn đề wifi nó hay liên quan tới cái lỗi đột tử là lỗi CPU và RAM. Mi 12 nó sử dụng main ghép tầng đó, cũng là một dòng máy cao cấp mà sử dụng main ghép tầng. Khi Thịnh tiến hành Thịnh xử lý cái bộ chip CPU và RAM thì nó lên sóng được một xíu, gọi được mấy cuộc, tưởng là đúng bệnh nhưng mà sau đó nó lại tắt. Tại sao Thịnh phải làm cái công tác đó trước? Bởi vì khi mà làm công tác đó không được rồi là bắt buộc phải chẻ main ra mới xử lý được. Chẻ main là một câu chuyện ở một cái đẳng cấp mới và nó đòi hỏi cái tính phức tạp rất là cao. Bởi vì sao? Chẻ cái main ra phải có đầy đủ thiết bị mới chẻ được, ví dụ như là đế nhiệt, ví dụ như là vỉ để chồng chân main đó, nó chẻ được cái main nó ra để mà xử lý. Nên là chúng ta phải thử nghiệm ở cái cách đơn giản trước, nhưng mà nó lên sóng nhưng sau đó nó lại tắt lại liền. Hiện tại anh em xem kết quả sửa chữa sóng đã lên full 4G đầy đủ đó, Thịnh test mấy ngày rồi, nói chung là hôm nay là giao máy cho ảnh thôi, thì có nghĩa là cái căn bệnh nó đã dứt điểm rồi. Thì bây giờ mình phải chẻ main ra để mà làm, có nghĩa là lỗi sóng nó nằm giữa hai cái main chứ không phải là chẻ main. Nghĩa là sao? Đây Thịnh có một cái ví dụ cho anh em xem đó, một cái này là main của Samsung ha, đó nó sẽ ghép tầng lại như vậy đó, và chúng ta phải chẻ hai cái main này ra và cái lỗi nó nằm giữa hai cái main này đó. Thì Thịnh nói với anh em nó phải đầy đủ cái thiết bị là như vậy để mà chồng chân những cái đường viền mạch này khi mà chúng ta đóng lại đó. Mà lúc chúng ta chẻ ra, chúng ta chẻ không khéo nó có thể nó chết máy luôn, nó phức tạp hơn rất là nhiều. Nhưng mà nói chung đây không phải là cái điều mà mình chưa bao giờ làm đó. Trên Samsung, trên iPhone ngày nay tất cả đều phải chẻ đó. Nên là mình cũng có thế mạnh và cái công tác mà sửa chữa chuyên sâu từ lâu rồi, chứ không phải là mình can thiệp vào đây là mình làm liều, mình làm bừa làm bãi đối với máy của anh em đó. Thì anh em thấy cái kết quả sửa chữa anh em cũng thấy rồi đó, nó đã sửa thành công ha, sóng đã lên full. Thì qua video clip này Thịnh muốn nói với anh em rằng Mi 12 mà mất sóng là một lỗi cực kỳ phức tạp luôn. Nếu mà anh em còn bảo hành, mang đi bảo hành ngay cái máy này thì là máy sách tay để được đổi một cái mainboard mới, đương nhiên với điều kiện là đủ điều kiện bảo hành thì hãng họ sẽ thay miễn phí cho anh em một cái mainboard mới. Còn ví dụ không đủ điều kiện bảo hành, họ sẽ báo anh em phải thay main, và mức giá của mainboard Xiaomi nói riêng và những hãng khác nói chung luôn trong những năm gần đây là rất là cao, bằng khoảng hơn bằng 2/3 giá máy mới. Anh em nghe giá main thay trong hãng main mới là hầu hết là không ai thay. Thì đem về ví dụ mà chúng ta không xài được nữa, máy không xài sim sóng, là liệu nó có như vậy hoài hay không? Anh em nói để xài đỡ bằng wifi, rất buồn hay là nó không phải như vậy hoài. Khi một cái máy nó đã có chạm chập ở bên trong thì anh em xài dần dần nó sẽ diễn tiến lỗi và cuối cùng lại nó cũng đưa về cái lỗi mất nguồn đối với cái bàn này đó. Nên là anh em lưu ý cái vấn đề đó, mong rằng anh em xài Xiaomi 12 mà gặp phải lỗi mất sóng thì em vô tình coi được cái clip này, anh em sẽ biết cái bản chất cái lỗi nó phức tạp và chúng ta cần phải làm gì đó. Thì khi mà Thịnh đã chẻ cái main ra, Thịnh đã xử lý được ổn định dứt điểm thì anh em thấy cái bệnh nó ngay lập tức nó giải quyết luôn. Đó là cái hay và cái tối ưu của cái việc mà sửa chữa main mà làm một cách chuẩn chỉnh, bài bản và đúng cách. Mọi thứ nó được bảo toàn nguyên vẹn và cái ngay cái chỗ lỗi nó được chích hẳn vào một liều thuốc và nó sẽ hết lỗi. Những cái bộ phận còn lại vẫn còn tốt, thế là chúng ta vẫn tiếp tục sử dụng và đồng hành lâu dài. Rồi ok anh em nào sử dụng dòng Xiaomi Mi 12 gặp phải lỗi sóng hay bất kỳ một lỗi nào khác, qua cái lỗi phức tạp và lỗi sóng này Thịnh đã được dịp nghiên cứu và tích lũy rất là nhiều kinh nghiệm để giải quyết những cái ban khác nữa, chứ không phải là riêng về vấn đề sóng đâu đó. Anh em cứ liên hệ trực tiếp với mình, thông tin mình sẽ để bên dưới phần miêu tả ha. Bye bye anh em, chúc anh em một ngày làm việc hiệu quả nha.